Thưa quý vị khán giả và các đồng chí, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đảm bảo an ninh trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2020. Vì vậy, thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Cạn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những ngày này, không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Cạn nhiệm kỳ 2020-2025 đang rộn ràng khắp nơi. Trên các tuyến đường, các cơ quan đơn vị và các xã phường đều khoác lên mình chiếc áo mới. Cờ, hoa, khẩu hiệu rực rỡ, phấp phới tung bay trong gió đón chào sự kiện chính trị trọng đại này. Và để tổ chức thành công đại hội lần này, Công an thành phố Bắc Cạn đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp đội điều lệnh Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh ý thức chấp hành kỷ luật kỷ cương, công tác thường trực chiến đấu và thực hiện quy trình công tác của lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trật tự. Đây là một trong những nhân tố quan trọng để cán bộ chiến sĩ Công an thành phố nói riêng và trong toàn Công an tỉnh nói chung thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. Qua công tác kiểm tra lần này thì bản thân tôi cũng như các cán bộ chiến sĩ đều nâng cao ý thức trách nhiệm, từ đó chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật kỷ cương, phục vụ tốt cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. Công an huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về công tác điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an nhân dân. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng giúp cho Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị làm tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện quy trình chế độ công tác, góp phần giảm thiểu vi phạm, bị kiểm điểm xử lý kỷ luật. Là đơn vị trực tiếp tham mưu Giám đốc Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, Phòng Bảo vệ Chính trị Nội bộ đã tập trung rà soát, xác minh thẩm tra tiêu chuẩn chính trị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, quản lý an ninh mạng, an ninh thông tin, không để các thế lực thù địch phản động chống phá xuyên tạc. Ngoài ra, các đơn vị trong khối an ninh đã làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của người nước ngoài, đồng thời triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép sang nước ngoài lao động, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn tỉnh, thường xuyên thăm hỏi động viên người có uy tín trong tham gia công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Qua đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh luôn được ổn định. Đơn vị chúng tôi cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phân công lực lượng nắm tình hình nhân sự, văn kiện đại hội, nắm tình hình kết quả đại hội của các chi đảng bộ đã tổ chức, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phản bác các thông tin trái chiều, thông tin xấu độc trên không gian mạng liên quan đến quá trình chuẩn bị cũng như là quá trình tổ chức đại hội. Không để tài liệu nội bộ lộ lọt ra bên ngoài, không để phát tán các cái tài liệu có nội dung gây rối, phá hoại nội bộ, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đại hội. Đặc biệt trong thời gian vừa qua thì đơn vị tập trung lực lượng phối hợp với ban tổ chức tỉnh ủy, đảng ủy, các cơ quan tỉnh để thẩm tra, rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với 107 nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh và 484 nhân sự đại hội của các chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy các cơ quan tỉnh. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh chính trị, Công an tỉnh đã giao cho các đơn vị nghiệp vụ chủ động triển khai thực hiện tốt các phương án phòng chống các loại tội phạm về trật tự xã hội, hạn chế để các loại tội phạm thực hiện các hành vi gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt, các loại tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, tín dụng đen, khai thác vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép, gây hủy hoại môi trường, ma túy, v.v. Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa kịp thời âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế, tham nhũng, gây thất thoát tài sản nhà nước, kiến nghị khắc phục những sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự giao thông, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng. Kịp thời ngăn chặn hoạt động tụ tập, tuyên truyền, phát tán tài liệu xấu độc, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức diễn tập các phương án tác chiến, phương án phòng chống biểu tình bạo loạn, tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đảm bảo lực lượng, phương tiện để cơ động chiến đấu khi có yêu cầu,
sẵn sàng phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp về an ninh trật tự, trấn áp tội phạm trước mắt và lâu dài. Làm công tác bảo vệ mục tiêu trọng điểm kinh tế văn hóa theo Nghị định 37 của Chính phủ thì chúng tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch trình giám đốc quan tỉnh và đã cử lực lượng xuống tất cả các cái mục tiêu trọng điểm của tỉnh như tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, đài phát thanh truyền hình tỉnh, kho bạc nhà nước tỉnh, ngân hàng nhà nước tỉnh, rồi xuống ủy ban nhân dân các huyện, huyện ủy ở các huyện thuộc tỉnh, thành phố. Chúng tôi đã khảo sát xong và đang tiến hành xây dựng đối với tất cả các mục tiêu đó phải có phương án là thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo cái sự chỉ đạo của giám đốc, thực hiện công tác ứng trực sẵn sàng ra quân khi có lệnh, đảm bảo về chuẩn bị phương tiện, vũ khí, công cụ các loại để chúng sao mà xử lý sớm, không để bị động bất ngờ. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các đơn vị, cơ quan hành chính nhà nước trong và sau đại hội luôn được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chú trọng. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn cháy, thường trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí đảm bảo lực lượng, trang bị phương tiện ứng trực tại các điểm chính diễn ra các hoạt động trước, trong và sau đại hội, các cơ sở trọng điểm về an ninh chính trị nơi tổ chức đại hội. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã hướng dẫn thành lập, củng cố và kiện toàn 525 đội dân phòng, hướng dẫn kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên 500 lượt, xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 17 triệu đồng. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện đồng bộ các nội dung về công tác tuyên truyền trong công tác phòng ngừa, như là tuyên truyền rồi kết hợp với báo chí rồi cơ quan truyền thông cũng như là tuyên truyền trực tiếp rồi kết hợp tổ chức game show rồi là phát tờ rơi, làm sao cho hình thức phong phú đa dạng để thu hút được nhiều người nghe và người ta dễ hiểu để làm sao là đáp ứng cái yêu cầu về phòng cháy cháy. Thế về trong công tác hướng dẫn và kiểm tra thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác hướng dẫn và kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy cháy, trong đó tập trung chú trọng vào cái khu vực diễn ra đại hội đảng, rồi là các khu vực trọng điểm về kinh tế văn hóa xã hội, rồi các cơ sở nguy hiểm cháy nổ và cứu nạn cứu hộ thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung từ phía cơ sở cũng như lấy là các địa điểm đại hội, chuẩn bị đại hội đảng để chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện cũng như hậu cần, rồi các phương án, rồi là phân công thường trực, rồi là các khu vực lân cận, rồi các địa phương cũng đã hướng dẫn người ta phải chuẩn bị đầy đủ các lực lượng, phương tiện để khi cần thiết có huy động. Thế về phía đơn vị trong công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu chuẩn bị thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, tăng cường công tác tập huấn rồi thực tập phương án chữa cháy tại các cơ sở, rồi chuẩn bị học tập đầy đủ các phương án chữa cháy cũng như công tác phương án cứu nạn cứu hộ để làm sao cho cán bộ chiến sĩ nắm được để khi có sự cố cháy nổ ra không thể bị động bất ngờ. Ngoài ra, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh đã hướng dẫn đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm, vận động nhân dân tự giác giao nộp và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, chú trọng nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, các mô hình dân vận khéo trong toàn tỉnh. Đơn vị đã triển khai công tác tuyên truyền pháp luật, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp các ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân. Tập trung chỉ đạo Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Tuyên truyền pháp luật cho người dân tại địa bàn cơ sở, qua đó giúp người dân nhận thức đúng đắn về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác đối với quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Với việc triển khai nhiều biện pháp đồng bộ với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện, thời gian tới, lực lượng công an các cấp quyết tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt cho đại hội đảng các cấp được diễn ra an toàn, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn lần thứ 12 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đến đây, thời lượng chuyên mục Góc nhìn an ninh kỳ này đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong các chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.